rất nhiều tỉnh thành lớn khác trong cả nước thì cũng đã rất quyết liệt vào cuộc để có thể giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Thế nhưng mà tất cả chỉ là những giải pháp tình thế, bởi ngay sau sự quyết liệt đó chỉ vài ngày thôi thì tình trạng lại đâu vào đấy. Dường như chúng ta vẫn chưa có một giải pháp thực sự khả thi để có thể giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Vậy thì vấn đề này sẽ được nhìn nhận dưới góc độ chuyên gia như thế nào? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ đưa ra với chuyên gia Nguyễn Quang, là đại diện chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cần phải nhìn nhận kinh tế vỉa hè ở góc độ như thế nào để có được những sự ứng xử hợp lý nhất, thưa ông? Trước hết chúng ta phải nhìn cái nền kinh tế vỉa hè, một cái nền tức là một phần của cái nền kinh tế phi chính thức, như một cái tài sản xã hội, bởi vì ở đấy nó đem lại sinh kế cho một bộ phận cũng nhỏ của những người dân. Kinh tế vỉa hè cũng giúp cho giá cả chi tiêu ở trong xã hội được giảm xuống, và những người ta tiếp cận cái đó, những người nghèo người ta có thể sử dụng những cái hệ thống dịch vụ đó với một khả năng chi trả nhất định.